Nơi thứ hai, Chúa Giêsu bắt đầu bước trên đường đến núi Sọ, trên vai vác một thánh giá nặng. Thánh giá đó là hậu quả của tội lỗi nhân loại, trong đó có tội con. Xin Chúa cho con mỗi khi gặp thánh giá, vui lòng vác để yên ủi Chúa và để đền vì tất cả những tội lỗi trong đời sống của con. Yêu thương con, Cha lắng quên thân mình, Cha hy sinh nhưng khép môi làm thinh. Yêu thương con, Cha vác cây thập hình. Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình. Con xin đường trốn thánh giá là đường đời con đi. Con xin đường trốn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin đường trốn.